Chào cả nhà, bữa cơm hôm nay của hai vợ chồng mình là món sườn nha, sườn cốt lết, ăn với sườn cốt lết chiên, ăn với xà lách và cà. Đây mình đã chuẩn bị sườn mình rửa sạch sẽ hết rồi, mình chuẩn bị đây sả, sườn mình ướp với sả nha, còn tỏi thì mình làm tỏi xay, tỏi bột á. Và các gia vị cần giờ thì mình thêm miếng tỏi cho mình ướp sườn nha. Tiếp tục thì mình cho sả vô. Sả mình bằm vậy đó chứ lát hồi mình chỉ ướp ít thôi, còn lát hồi mình chiên rồi mình sẽ xào cái ngoài. À đây mình cho một miếng mật ong, mình không có xài đường nha. Lúc nào mình cũng có xài miếng bột ngọt, nửa muỗng bột ngọt, một muỗng bột nêm. Bột nêm nó có nhiều gia vị nó ngon lắm. Rồi cho nước mắm, thấy nước tương. Rồi cho một miếng tiêu vô. Rồi một chút dầu mè cho nó thơm thơm ngon nha. Rồi hết luôn một chút rồi hết luôn chai. Rồi bây giờ mình trộn lên đều, trộn cho nó thấm đều hai mặt nha. Mình để đây lát hồi mình chiên. Buổi ăn sáng của mình cũng gọn ha cả nhà. Ăn trưa chứ không phải ăn sáng, lộn. Đó. Rồi mình ướp xong rồi mình để đây. Cốc lết mình ướp thấm rồi nè. Bây giờ mình bắt chảo lên mình cho dầu vô nha. Vô mình cho thêm một tí nước tương nữa. Rồi thêm muỗng cà phê đường. Mình để cho tan đường rồi mình để cho lớp vô mình chiên. Từ mình ướp sả vừa là ngon lắm nha cả nhà. Mình lấy kéo mình cắt cho nó thẳng thẳng nước sườn. Cái mỡ xung quanh đó, cái ấy là nó rút lại cái miếng sườn nó bị thông lại.
sáng nay ăn hai vợ chồng ăn 4 miếng được rồi. Còn phần này mình để lên. Chừng nào ăn mình chiên nó mới ngon. Rồi, mình cắt hành để mà làm dầu hành nha. Trong sườn này quan trọng là cái dầu hành có nhiều nhiều nó mới ngon. Bên đây nước mắm mình cũng làm xong rồi nè. Nước mắm mình làm ở đây mình không có để chanh nha. Chỉ đường, nước mắm với lại nước thôi. Mình để 4 muỗng đường, 4 muỗng dung đường. Cái muỗng này nè cả nhà thấy ha. Nhưng mà nó dung quá, thành thử mình cho 5 muỗng nước mắm với lại 5 muỗng nước. Rồi như vậy là được rồi đó. Không có cần cho chanh. Nhà mình thì cũng không có ăn ớt, mình thử nó thôi. Con xả mà có ăn thì để một chút ớt, tương ớt á. Còn hành này là phải, chủ yếu là phải cho nhiều nha, mới ngon nè. Rồi mình có món bì nè, mình quên giới thiệu. Còn cà này thì mình xài 2 trái. Mình cũng sắp ra luôn. Đồ chua mình cũng làm rồi nè cả nhà. Đồ chua thì mình cũng có, ở đây mình có gừng nữa nha. Đó. Khi mà gấp lên ăn nó cay cay nhẹ nó ngon. Mùa này là mùa gừng non á. Mình thử mình cũng thích để vô đồ chua ăn nó ngon lắm. Ăn con sườn này thì phải có một dĩa salad nha. Chỉ một chút salad này ăn không có đủ đâu. Một dĩa mình trộn chung với cà. Mình sắc nhỏ vậy nè. Mình cắt nhỏ vậy nó ăn dễ. Hai vợ chồng mình là đạo rau nha cả nhà. Bây giờ mình để cà lên. Con sườn mình thì ăn vậy đó. Khi em để miếng đồ chua. Còn bì nè. Bì để vô nó ngon nè. Mình mua sẵn ở chợ đó. Bì này mình cũng phải cắt đi. Đó. Để cộng dày dài quá. Ăn rồi nó mắc cổ. Rồi. Mình cho vô hành một chút muối nha. Một chút
đường. Chọn đều lên. Rồi cháo dầu nó đã sôi rồi, mình để vô hành. Đây mình đập cái hột gà vô nha, mình ăn sườn với lại hột gà. Rồi mới con ra dĩa. Sườn ra nha, cho nó hay nữa. Vậy cô mà thấy thấy trứng với sườn không? Không anh muốn cắt không? Cắt luôn đi, giờ là những dính vậy đó. Cắt cho dễ ăn ha. Cắt liền thôi mình dễ ăn nè. Xong lấy miếng bì lên. Nhấp miếng đồ chua. Đồ chua này mình làm có gừng ngon quá. Nè, gừng nó vàng vàng. Nó còn mình có muốn ăn thêm thì mình gấp thêm. Rồi sau cùng là món mỡ hành nha. Gửi lên. Cả nhà thấy không? Quá sẽ ngon ha. Đó, vậy con mình quá chất lượng luôn. Trời. Mời cả nhà. Dùng cơm sườn bì hộp gà với vợ chồng mình nha. Không phải là xa bì trưởng. quên múc nước mắm ra nữa. Đây. Sát dầu mè. Xà bì trưởng. Xà bì trưởng là sườn bì chả. Đây chén nước mắm của ông xã. Dành cái dĩa thật là hấp dẫn nha. Rồi, xin mời. Xin mời cả nhà. Chan một miếng nước mắm lên.
vào đồ ăn nhiều không cơm mà. Quá hấp dẫn luôn. Giờ mình thưởng thức cái miếng sườn trước nha. Rồi xin mời cả nhà. Xin mời. Xin mời phải cắt ra một cái. Sườn dễ ăn không? Xin mời nha. Rất là thơm. Sườn mình làm với chả, xả rất là ngon. Ăn miếng đậu chua. Có thêm miếng đường con quá hả? Nồng nồng nhẹ nhẹ. Có miếng gừng vô nó ngon. Ấm ăn nó ấm bụng. Miếng hộp gà. Cái bánh bà xã làm ngon đó xã ơi. Chan nó mặn, nó không có bị nhão ướt cái cơm. Nước mắm kéo theo dĩa cơm, thành dĩa cơm quá tuyệt luôn. Thêm một chút hột gà vậy mà ngon. Cái cơm ha, không có cầu kỳ gì đâu ha. Đơn giản mà vừa miệng ha. Ngon. Phải dùng là từ ngon. Quá ngon. Dầu hành à, thơm, vừa thơm mà vừa béo. Cơm sườn, cơm tấm như gì đó cũng phải cần có dầu hành. Cái hành lá phi nè, nó mới ngon. Ăn tới chỗ nào nó cũng ngon hết trơn. Đều hết, ngon đều hết. Đậu chua cũng ngon. Có gừng thêm nó thơm. Cay nhừ nhẹ. Nước mắm này không thể chỗ nào chê. Chỗ này chắc phải xin thêm cơm à. Ngon quá. Ấy hết rồi hả? Nè con. Chắc hết. Xin miếng bì bà chắc. Ủa hết bì à? Bì này nó làm bằng da tươi, chứ không phải da khô. Bởi ăn nó mềm mại ngon quá.
Ý ông xã muốn nói là da tươi, da khô là lý do da người ta đem về người ta trụng, người ta sắt, người ta bán liền chứ không có để khô. Tại nhỏ bạn mình nó bán á, mình biết da tươi nó ngon hơn, ừ. Mềm dẻo hơn. Kèm cái ngọt gà cái nó thơm thơm, cái dành của nó giòn giòn ngon ha, ừ. Giờ mình phải ngưng chút xíu, mình tiếp tục chương trình tại vì còn dở dang. Nhưng mà video mình dài rồi. Rất cảm ơn cả nhà đã ghé ủng hộ cho kênh của hai vợ chồng mình nha. Tự nhiên mắc ngạn, chắc cảm động hay sao. Chúc cả nhà mình lúc nào cũng sức khỏe nè, ăn lành, hạnh phúc và thành công. Hẹn video sau nha. Xin chào. Hẹn gặp lại.